mơ về. Một chiều vàng giữa bên dòng sông, phút giây bỡ ngỡ ban đầu. Để từng ngày bỗng thấy nhớ thương, tiếng yêu ép trong lòng. Lần hẹn hò ta đến với nhau, chiếc hôn ban đầu em trao. Lòng em xôn xao ngất ngây vì tình yêu đến. Lòng anh nao nao đắm say rồi người yêu hỡi. Đời ngập tràn bao nhiêu buồn lo, biết sao cuộc sống mãi ngày. Dù dòng đời luôn mau đổi thay, trái tim anh vẫn yêu người. Tình thật thà em trao đến anh, chỉ mong anh mãi bên đời. Trong lời thề mai đây có nhau, sẽ yêu đến muôn ngàn sao. Trọn đời bên nhau, có anh cùng em sống tốt. Cuộc tình phơi phới, dẫu cho đường đời muôn lối. Có anh và em, sánh vai đi bên đời nhau. Đời ngập tràn bao nhiêu buồn lo, biết sao cuộc sống mãi ngày. Dù dòng đời luôn mau đổi thay, trái tim anh vẫn yêu người. Tình thật thà em trao đến anh, chỉ mong anh mãi bên đời. Chọn lời thề mai đây có nhau, sẽ yêu đến muôn ngàn sao. Chọn lời thề mãi để có nhau sẽ yêu đến muôn ngàn sao. Hà Thu, hân hoan chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tình khúc giao mùa. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 21:30 tối thứ ba và 21:00 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, và chủ đề ngày hôm nay đó chính là đoạn cuối tình yêu. Khi mà nghe tới hai từ đoạn cuối á, thì sẽ có hai hướng suy nghĩ khác nhau. Những người nào mà có những cái suy nghĩ tích cực thì họ nghĩ rằng đoạn cuối tình yêu là một cái kết rất là đẹp, rất là viên mãn, có thể là một cái đám cưới. Nhưng mà có những người họ hơi bị tiêu cực thì họ lại nghĩ đoạn cuối tiêu rồi, đoạn cuối là hết rồi, đó là sự kết thúc rồi quý vị ạ. Có những sự đau khổ, có sự mất mát. Vậy thì không biết với hai người em rất là trẻ trung của tôi đứng ở đây á, thì như Mạnh Cường thì em nghĩ như thế nào về từ đoạn cuối?
Với em thì hành trình cuộc đời mình sẽ là một cái hành trình rất là dài, đúng không? Thì đoạn cuối là mình sẽ chặt ra từng khúc vậy. Cái khúc này á là mình sẽ dành cho cái người A đi, khúc này mình dành cho người B, khúc này mình dành cho người C, có nghĩa là cuối của mỗi cái đoạn như vậy. Đó, em nói chị hiểu không? À, có nghĩa là cuối của mỗi đoạn chứ không phải cuối cùng. Đúng rồi, tại vì em vẫn tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời mình. Có nghĩa là có thể là cuối của người này nhưng mà lại đầu của người kia. Đúng rồi. Hay quá. Và có thể là có một khoảng thời gian mình đi một mình cũng được nữa. Đúng như đi xe đạp lâu lâu mệt là thả dốc, không đạp nữa, đúng không? Có sức là đạp tiếp, đúng không? Đó. Vậy là đoạn cuối tình yêu với người này nhưng mà đoạn đầu tình yêu với người kia, đúng hay không chị? Quá. Em cũng vậy luôn hả? Không, em đang nói là anh Cường hay quá. Còn em á thì không phải em tiêu cực đâu chị, nhưng mà đối với em nha thì tình yêu nó là vĩnh cửu, nó là mãi mãi. Mình hết giai đoạn này thì mình lại cùng nắm tay nhau, mình bước đến một giai đoạn khác, thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn. Ví dụ như là yêu rồi đến cưới, rồi đến sinh con, rồi đến cùng nhau già đi. Nhưng mà nói đến đoạn cuối á thì em nghĩ vì một cái gì đó mà nó phải khép lại cái tình yêu đó, cho nên là em chắc là em hơi có nghĩa cuối của em có nghĩa là kết thúc. Dạ. Có nghĩa là tại vì nếu không kết thúc thì không cuối. Nhưng với mà Hà Thu á là Hà Thu chỉ muốn nắm tay một người, đúng mà rồi, đi qua rất là nhiều những chặng đường của cuộc đời, đúng không? Dạ. Còn em thì em lại muốn không phải là em muốn thật ra mà tại cuộc đời nó xô đẩy. Dạ. Nhưng mà Hà Thu nói cũng đúng, bởi vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Dạ. Đúng không? Nó cũng phải có những cái đau khổ, những cái mất mát thì cuộc đời ta nó mới có những cái sự trải nghiệm. Cho nên đoạn cuối này dù cho cuối đẹp hay là cuối không đẹp thì cũng không sao cả. Chúng ta phải đón nhận nó một cách tự nhiên nhất, bởi vì mọi thứ nó đã do cái duyên số là đã được ông trời ông an bài hết rồi. Dạ. Và có ai nói rằng là đối với người nghệ sĩ thì đau trong tình yêu là một đặc ân. Chính xác. Đúng không chị? Đúng rồi. Tại vì chỉ có khi mà mình đau nè, mình trải nghiệm trong tình yêu thì mình mới cho ra những tác phẩm nghệ thuật gọi là thăng hoa được. Chứ dạ. Vậy mà có rất nhiều nhạc sĩ trong chương trình Tình Khúc Giao Mùa ngày hôm nay cũng vì thất tình, cũng vì không được yêu trọn vẹn mà họ sẽ có những tác phẩm để đời. Dạ đúng rồi. Và bây giờ mình mở màn chủ đề đoạn cuối tình yêu bằng một sáng tác của nhạc sĩ Công Thanh Bích với tựa đề Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe, qua phần thể hiện của một cặp đôi hết sức ấn tượng về ngoại hình. Qua cầu đạp xe trên phố tơ duyên thắm
bên lòng em ơi. Đường xa muôn lối nhớ câu mùi mặn gừng cay. Ta vẫn thương hẹn nhau bên cầu đón đưa, vẫn còn đạp xe trên phố em nhớ đừng. Bây giờ cuộc sống của mình á là nó khá là đầy đủ rồi, khá là sung túc rồi. Không biết là hai bạn có từng trải qua những cái giai đoạn mà mình sống ở trong một cái khu phố, trong một cái xóm nghèo, có những người bạn cùng trang lứa, với những cái món đồ chơi, với những cái món ăn mà nó hơi dân dã, nó hơi thiếu thốn nhưng mà đầy ắp tình người. Không biết hai em đã có những cái cảm xúc như vậy chưa? Chị Tường còn nhớ như in á, ngày xưa khi mà chị Tường còn bé, Tường ở chợ Vĩnh Long. Yeah. Mà lúc đó mấy đứa bé trong xóm ở cũng cái tuổi là bắt đầu dậy thì rồi, cũng có biết thích nhau, cũng cặp kê với nhau rồi. Mà em biết không, nghèo lắm. Mà lúc đó đó, ở đó là chợ mà, cho nên là tới cái mùa trái cây đó em, là trái cây nó lên cần chôm chôm á, mà cần xé vậy nè. Thì tụi chị á là chiều á đi cả nhóm như em, mà lụm những cái trái chôm chôm mà người ta rớt á, ví dụ người ta đóng là từng cần xé thì nó bị rớt á, tụi chị lụm nhau rồi nhét vô tay nhau trái chôm chôm. Em chọc em hiểu không? Dạ. Trời có ơi. Nghĩa là tặng chôm chôm nhưng mà cũng gửi gắm biết bao nhiêu tình cảm trong đó nè, đúng tặng không chị? Chôm chôm mà chôm chôm này đi chôm. Thì em có cái cảm xúc nào của những cái mối tình hoặc là những cái cảm xúc nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà ở trong những cái xóm nghèo, những khu phố nghèo hay chưa? Em chị, em có là hả? Dạ, em là lớn lên ở một xóm nghèo nhưng mà ở Tây Nguyên. Ồ. Dạ, thì ở đó cũng không có gì hết á. Tụi em là khi mà đi học về á là chỉ có tụ tập nhau lại chơi mấy cái trò chơi của con nít đó chị, giống như là trốn tìm nè, rồi đuổi bắt. Có chơi u không? Dạ có chơi u. U làng không chị? U làng. Dạ rồi kiểu cũng nấu ăn cùng nhau, rồi nam nữ cũng chơi với nhau, mà hồi đó ngây thơ lắm không biết gì hết á. Rồi mà vui, bây giờ nhớ lại cũng rất còn nhiều cảm xúc luôn á chị. Em có ký ức tuổi thơ gì không Cường? Chị cảm nhận về xóm nghèo với những ký ức tuổi thơ liên quan xóm nghèo đó. Nhưng mà em thì em nghĩ rằng là dường như ký ức của ai cũng liên quan tới một cái xóm nào đó, một cái nơi nào đó. Có thể là mình không nghèo nhưng mình cũng cảm nhận được nghĩa tình của xóm nghèo đó. Em thì cũng được trưởng thành. Em nói được là có nghĩa là em may mắn rất đó. Dạ, em may mắn và cuộc sống của em đủ đầy khi có rất nhiều trải nghiệm từ trong xóm nghèo đó. Và chị biết không, nghèo dữ lắm nhưng mà rất giàu tình nghĩa. Và mỗi khi mà nhà ai mà có chuyện gì là nguyên cả xóm cùng lại để đùm bọc chở che cho nhau. Và cũng có rất là nhiều những nhạc sĩ từ đó đã tạo nên những ca khúc rất là hay, đúng không nào? Đúng rồi, nói đến xóm nghèo á thì Hà Thu lại nhớ đến một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ mang tên là Nắng Lên Xóm Nghèo. Thì theo Hà Thu được biết, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ có gia tài hơn 100 ca khúc, và trong đó cũng rất nhiều ca khúc được xuất hiện hàng ngày trên các sân khấu ca nhạc hiện nay, như là Thương Quá Việt Nam, Chuyến Tàu Về Quê Ngoại hay là Đường Về Hai Thôn. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là một trong những nhạc sĩ sử dụng rất nhuần nhuyễn các chất liệu dân ca Nam Bộ. Cũng chính vì thế mà rất nhiều khán giả cứ đinh ninh rằng nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là người của miền Tây sông nước đó. Nhưng thật ra ông là một người con của quê hương Bình Định. Và nhắc lại ca khúc Nắng Lên Xóm Nghèo là một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Lúc đó ông chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Và nhờ là ca khúc nói về một xóm nghèo nơi mà ông đang sống gieo neo cùng với người thân của mình, và ca khúc đó nhanh chóng đã giúp cho Phạm Thế Mỹ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng với những hình ảnh vô cùng quen thuộc của làng quê Việt Nam, như là dừa nè, rồi cổng làng nè, rồi hàng câu nè, đàn em bé ca múa hát. Và ngay bây giờ xin mời quý vị các bạn sẽ cùng ghé thăm xóm nghèo ấy qua phần thể hiện của hai ca sĩ Hà Vân và Huỳnh Thật.
Bây giờ lại thêm một phần câu đố dành cho hai em nữa nè. Chị lớn mà chị có quyền đố đúng không? Trời đúng ơi, mà chị ơi, đố về cái chữ tình nó muôn hình dạng trạng. Không, cái này dễ lắm, cái này dễ, cái này tùy theo cảm xúc và cảm nhận của mình thôi. Dạ. Thế bây giờ hồi đó giờ mình cứ nói là tình là gì? Đúng không? Tình có thể tình làm. Tình là giấy quán. Ờ, tình là cái gì? Tình là sợi tơ. Đó, bây giờ ngay chỗ đó dừng lại. Tình là sợi tơ. Dạ. Yeah. Vậy thì tình là sợi tơ có nghĩa là sợi tơ thì nó rất là mong manh. Dạ. Yeah. Nó nhỏ xíu như là sợi tơ. Dạ. Yeah. Vậy thì theo em, cái tình nó nặng hay nó nhẹ? Nó dày hay nó mỏng? Cái tình nó như thế nào? Tình là sợi tơ thì người ta chỉ nói đó là một cái sợi mỏng thôi. Và tơ đây cũng có nghĩa là tơ hồng đó chị. Nhưng mà cái độ dài của nó đó chị, nhiều khi nó mỏng mà nó dài nó anh lắm. Ơi, nhưng mà nó càng dài nó càng dễ đứt đó anh. Nó không, dài quá. Nhưng mà tơ tình nó làm bằng một cái thứ chất liệu mà rất là khó đứt, khó chia lìa, chỉ có thể phản bội mới đứt được thôi nha. Không, chứ bình thường là đó, không thể nào đứt được. Nhưng mà trong tình yêu thì chuyện phản bội là chuyện bình thường. Bình thường. Trời ơi, trong tình yêu cái giờ, gì vậy trời. Bây giờ chị hỏi em cứ vô thẳng vấn đề. Bây giờ theo em, cái tình nó là nhẹ nhàng hay nó là mạnh mẽ, nó là mong manh hay là nó là bền vững, bền chặt, nó dữ dội hay là nó dịu êm? Tại vì em biết chắc chắn là chị Cát Tường sẽ trả lời là tình yêu nó tổng hòa hết tất cả những điều đó, đúng không chị? Nó mỏng manh đó, nhưng mà nó cũng rất là nặng đó. Nó nhẹ nhàng đó, nhưng mà nó cũng nặng. Nó rất là cảm xúc, ở trong đó có nhiều thứ lắm. Mà em thôi, ơi, bây giờ là mình trả lời thật có, lòng nè. Có hết lòng đi, bây đúng giờ rồi, đối với em tình như, là gì? Đúng tình như đối là... với em vô cùng nặng nề. À, ủa? Đó. Ủa sao vậy? Là tại là... vì khi nào mà em nặng thôi đừng có nề. Nặng nề giống như cái đó em không muốn vậy đó. Không, thật sự là em không muốn. Ủa kỳ vậy? Ủa, sao vậy? Tại vì khi bắt đầu em yêu một người nào đó rồi em lụy tình vô cùng luôn. Em chờ đợi, em thấy nó rất là mong manh. Em ơi, vậy vẫn là đẹp nghe em. Nhiều người người ta cái tình đơn phương mà chị biết ha, có những cái mối tình đơn phương mà 3-4 năm trời nghe em. Ủa chị nghĩ rằng là em không phải tình đơn phương? Đó tình đơn phương đó chị. Tao nãy em nói là càng đau là càng phải nên yêu vì đau nó rất sao là bây đẹp giờ em mà. Là tình là nặng nề. Đó, em thấy đúng là đối với bản thân em á là tình nó rất là mỏng manh. Tại vì chỉ cần một cái chuyện giận hờn nhỏ bé thôi và cả hai người im lặng thì là cuộc tình đó cắt đứt. Nó rất là mỏng. Tuy nhiên là mình phải có tuy nhiên là nếu mà tình yêu của hai người được vun đắp, được xây dựng thì nó sẽ bền vững và cái sợi tơ em nghĩ là nó sẽ dày dần. Nó dày hoàn toàn đúng. Em nghĩ đi, bây giờ hai người xa lạ, cha mẹ mình nuôi lớn lên ở hai gia đình khác nhau. Đúng rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Đùng một cái tự nhiên gặp nhau, rồi yêu nhau, rồi nhung nhớ, rồi tự nhiên về dọn chung một nhà, rồi sinh con đẻ cái, rồi sống đúng với nhau rồi. Đến răng long đầu bạc. Đó là cái gì? Đó là tình đó em à. Cái sợi tơ tình đã nối liền hai con người, hai tâm hồn, hai trái tim với nhau. Em rất là thích một cái ý của Hà Thu, đó là khi mà người ta đầy đủ yêu thương á, thì người ta sẽ biết cách là bền chặt cái sợi tơ đó để cho nó ngày càng dày hơn, nó ngày càng vững vàng hơn, đúng không? Rồi anh biết cách làm sao cho nó dày chưa? Chỉ anh đi. Em không biết. Thôi được rồi, bây giờ chị sẽ giới thiệu cho các bạn một người nhạc sĩ rất là tài hoa, đó là nhạc sĩ Anh Bằng. À, nhạc sĩ Anh Bằng thì có tới hơn 650 ca khúc để lại cho hậu thế. Và hầu hết tất cả những cái ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng thì ông đều lấy chủ đề từ những tình yêu tan vỡ. Qua đó nó luôn luôn phản phất những cái nỗi buồn, những cái sự mất mát. Nhưng đó cũng chính là cái chất xúc tác giúp cho cái người nghe những nhạc phẩm của ông cảm thấy dễ đón nhận hơn và họ cảm nhận được cái tình yêu nồng nàn của những mối tình Việt. Mà theo Hà Thu được biết thì nhạc sĩ Anh Bằng là một ngôi sao của dòng nhạc bolero. Các ca khúc của ông được thể hiện qua rất là nhiều thế hệ danh ca. Mặc dù là nhạc sĩ Anh Bằng không có chú trọng vào các ca khúc có tiết tấu tươi vui, nhưng mà ông cũng có rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng với dòng nhạc này. Và nổi bật nhất đó là tác phẩm Tình là sợi tơ. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe anh, đừng sao nghe anh, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nỡ lỡ mai sau tình trốn vào đám cay. Tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Đại dương mênh mông, tình là giấc ta mong manh, và ta là chiếc thuyền con bằng mình trên sóng lênh đênh. Nếu đã mai sau mình không còn bên nhau, nếu đã mai sau tình trôi vào đơn đau. Đừng buồn nghe anh, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương mênh mông. Tình là sợi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nếu đã mai sau mình không còn bên nhau, nếu đã mai sau tình trôi vào đêm đông. Đừng buồn nghe anh, đừng sợ nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Đừng trôi vào đêm đông. Đừng buồn nghe anh, đừng sao nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Tình hát, tình là sợi tơ. Khăn hồng đó có tên hai đứa màu chưa mờ, giận hơn nhau chi để rồi tiếc nhớ, lối về có gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thương quen, anh xin làm gió quạt mềm, mùa lụa tây thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải tại em, anh ước đợi rồi anh quên, để mưa hôn lên tóc mềm. Giận hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh đôi ba bữa bằng năm trước.
biết hơn để trong giấc mơ thôi chậm chờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm của một người nhạc sĩ được mệnh danh là nhạc sĩ đồng quê, nhạc sĩ Giao Tiên. Bởi vì đa số các sáng tác của ông đều có mang âm hưởng dân ca, chẳng hạn như là Cô Thắm Về Làng nè, rồi Nhớ Người Yêu nè, rồi Phận Gái Thuyền Quyên. Và ngay trong chương trình này thì chúng ta lại cùng được lắng nghe một nhạc phẩm vô cùng nổi tiếng của ông, đó là Chôn Vùi Tâm Sự. À, nhắc đến nhạc phẩm Chôn Vùi Tâm Sự thì em lại có một thắc mắc chị Tường ạ. À, như là em á, mà khi yêu á, yêu ai trước nha, là em không bao giờ dám nói ra hết luôn, đúng cái kiểu chôn vùi tâm sự luôn á chị. Ê, nhưng mà cái từ chôn vùi nó hàm nghĩa nó nặng nề hơn, tại nó sao sâu thẳm chôn hơn đó, vùi nữa. Dạ. Nhưng mà theo như chị thấy như vậy là mình không có lạc quan trong tình yêu. Dạ. Theo như chị đó, không phải là ngay bây giờ là mình thời buổi là hiện đại, 30 năm trước đi. Dạ. Là Tường cũng rất là thoải mái, có nghĩa là khi mình yêu á, mình phải có tâm sự là mình phải thổ lộ ra người ta mới biết chứ. Nếu mình cứ câm lặng, mình giấu kín thì tự nhiên mình ôm mối tình đó đơn phương một mình à. Như vậy là mình sẽ không có được đón nhận những cái thăng hoa trong tình nhưng yêu. Nhưng mà phí lắm. Nhưng mà nè, hồi năm tôi học mới lớp 4 á mà tôi mê cái anh học lớp 5. Tôi đã viết thơ, tôi tỏ tình, tôi quăng vô trong lớp của các anh học lớp 5. Mắc gì mình phải giấu kín, phải tâm sự. Không, chị mà mạnh mẽ được như vậy là do chị có nhiều trải nghiệm. Chị đã trải nghiệm từ trải nghiệm mới lớp 10 lớp 4 thì đó, chị trải nghiệm từ năm lớp 4 rồi. Rồi sau đó bắt đầu lớn lên, cứ theo không, thời gian, cứ mỗi năm chị có hả? Em là chôn vùi từ năm lớp 5. Đó, thấy chưa? Em chôn. Chị đúng là chôn vùi luôn đến bây giờ. Em chôn vùi hả? Cái anh lớp 5 nó cũng không biết em thích anh mà. Rồi lên cấp 2, cấp 3, cái cấp nào em cũng có chôn vùi một anh. Nè, em phải lấy công bằng cho chị. Hai chị em đều biết yêu sớm như nhau. Dạ. Nhưng có điều chị là chịu tâm sự, bên này là chôn vùi tâm sự. Chứ dạ, còn cả hai đều là con nít quỷ hết. Không phải đâu, nhưng mà nít quỷ của chị nó trong sáng hơn. Đó, chị là chị phơi bài đúng ra rồi, đúng không? Chứ này nít mà giấu kín nó ghê quá à, thâm thẳm chiều sâu. Mà em nói thiệt nha,
ví dụ như là người mà mình không thích đó, mình dễ nói lắm. Ví dụ như là em không thích chị đi đó, chị Tường em thích trời chị ơi, đó mà, còn mà em thích kìa, mà thích nè, bây giờ thích nè, giả bộ đi, giả bộ thích Hà Thu đi, giả bộ thôi nha. Sao tự nhiên không thích tôi thì mà tôi họ thích không giả bộ thích tôi. Thôi em làm ngược lại, giả bộ em không thích Hà Thu nè, em nói anh thích em đó, đơn giản vậy nha. Không ví dụ em thích chị đi thì trời ơi em rất là khó nói, lóng nga lóng ngóng, đúng rồi, tay chân thiệt luôn á. Là thấy ngọng luôn rồi đó, là không thể nào. Đó là lý do mà tại sao rất nhiều chàng trai hay cô gái không thể nào mà giải bày tâm sự được. Và đó, có rất nhiều người là chôn vùi giống như là Hà Thu luôn. Nhưng em vẫn biết là không nên, nhưng mà em không biết cách nào để mà đào nó lên đó chị. Thì bây giờ hai anh chị có kinh nghiệm thì chỉ em cách, mà ví dụ em có yêu anh nào thì em đào cái tâm sự em lên, em quăng cho người ta. Trời ơi, nó có nhiều cách, mình không có sổ sàng thì mình cũng phải là bật đèn xanh cho người ta chút xíu. Mình phải lượn qua lượn lại, ví dụ nè, cũng là cái ví dụ chị thích cái anh đó, anh học lớp trên của chị, mình đâu có nói mình thích ảnh đâu. Nhưng mà mình tạo hiện trường giả. Có nghĩa là chị phải tìm hiểu coi anh đó hằng ngày ảnh đi học mấy giờ, anh ăn sáng ở tiệm nào. Chị tạo ra những cái hiện trường giả, như chị cứ lẫn va lẫn vẩn để tạo ra giống như là cái anh đó anh thấy trời ơi có duyên quá, sao lúc nào đi ra cũng gặp con bé này, lúc nào gặp bé này, nhưng ảnh đâu có biết rằng đó là hiện trường chị tạo ra. À ghê thiệt. Mình tạo nó ấn cho người ta. Ồ, chị vậy cái là... đó là năm lớp 4 đó chị hả? À không, lớn lên một chút lớn rồi lên, em. Lớn lên bắt đầu có ý thức nhiều hơn. Và quan trọng nữa là em thấy vậy nè, là chị Tường, nếu như chị Tường là tình yêu của chị đầy chất trinh thám đúng không? Thì Hà Thu đầy chất nông dân, chị thấy không? Trời ơi, chôn vùi xong đào lên đó, giả bộ giả bộ em đang giả bộ tạo hiện trường giả đó mà không để ý gì hết trơn chết rồi, nó giả quá nên em không thể coi đây là hiện trường được. Thôi bây giờ gì? Và tất cả tâm sự của hai người phụ nữ này sẽ được giải bày trong một nhạc phẩm của nhạc sĩ Giao Tiên, ca khúc Chôn Vùi Tâm Sự. Xa rồi còn thương còn nhớ gì, duyên đã không thành bên mộng lưu luyến chi. Người đi pháo đỏ nhuộm đường, còn anh gió bạc dặm chuông, ai chờ ai cuối sông. Tôi sẽ đi tìm làng quên cùng kiếp nhiều, xin trả cho người tất cả gì vắng nhau. Mình không nên nghĩa vợ chồng thì thôi, những chuyện của lòng chôn vùi tâm sự là cho người đi gấm hoa nở đầy phương đó, xây đắm ngàn giấc mơ. Cho tôi bình yên nắng thời gian lướt qua mây, không bận lòng không vấn vương cuộc đời thêm. Chẳng bao giờ còn than còn trách gì, xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay. Để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần, thương về tâm sự ngàn.
cho người đi gấm hoa nở đầy phương đó xây đắm ngàn giấc mơ cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua mày không bận lòng không vấn vương cuộc đời thêm mến thương tôi chẳng bao giờ còn than còn trách xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần thương về tâm sự ngàn để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần thương về tâm sự ngàn lại một câu hỏi nữa dành cho hai bạn trẻ. Hôm nay giống mình đi thi ứng xử vậy anh. Mà ứng xử về tình yêu mới ghê chứ. Khi mà người ta nói hai từ cố nhân thì mình nghe có một cái gì đó nói chung là nó đã qua rồi. Em nó thuộc về già. Nó thuộc về quá khứ rồi, quá khứ mà. Hoài niệm lại cố nhân. Nhưng mà cái nhân ở đây nhân là người. Nhưng mà cố nhân là mình nhớ về một cái người, nhưng người đó là ai? Người đó có thể là một người tri âm tri kỷ của mình, cũng có thể là người yêu của mình, nói chung là một cái người cũ. Thế thì trong cuộc đời của Vũ Mạnh Cường đến giờ phút này thì em đã có được bao nhiêu cố nhân? Em đã chia sẻ với chị rồi, cuộc đời em cũng thảnh thơi nhẹ nhàng lắm, cũng đã trên chục cố nhân rồi chị. Chục cố nhân. Dạ, tại vì cứ mỗi một chặng đường đời thì lại có một cái đoạn cuối của tình yêu đó chị. Và sau cái đoạn đó thì mình phải để người ta qua bên và nói ồ, cố nhân, nếu mình gặp lại đó chị. Dạ. Nhưng mà cái cố nhân ở đây phải chỉ một cái người đó là có một cái gì đó đặc biệt với cuộc đời mình mới gọi là cố nhân. Chứ còn nếu mà là bạn bè bình thường thì mình có biết bao nhiêu. Những mối quan hệ xã giao hay bạn bè bình thường không thể nào gọi là cố nhân nha. Chị sao vậy chị Tường? Cố nhân là phải tình yêu hoặc một cái gì đó tri âm tri kỷ. Em là người yêu là cũ. Là 10 đó hả? Có thể là hơn nữa. Có thể là hơn. Dạ, dạ. Thật sự á chị. Còn em. Còn đối với bản thân em thì cố nhân đối với em thì là một người bạn cũ mà bạn thân hoặc là một người bạn trai cũ. Nhưng mà vì một lý do gì đó không thể đi cùng nhau tiếp nữa, không cùng nhau nắm tay đi trên một con đường. Thì bây giờ mình gặp lại mình rất là vui bởi vì đó những người bạn cũ, những người yêu cũ là những người rất là hiểu mình và họ có thể chia sẻ với mình trong cuộc sống. Thì em nghĩ là cố nhân là một trong những điều rất thú vị và rất quan trọng trong cuộc sống của mình đúng không chị? Đúng rồi. Bao nhiêu cố nhân? Em xin giấu. Số lượng giấu tại nhiều hơn em chút à. Đừng hỏi chị, đừng hỏi chị câu đó. Kính thưa quý vị, thường thường thì tôi muốn giới thiệu cho mọi người là khi mà một người nghệ sĩ hay là một nhạc sĩ thì họ muốn tạo cái điểm riêng á, dấu ấn thì họ hay đặt cho mình một cái nghệ danh để cho dễ dàng tiếp cận khán giả, cũng dễ dàng nổi tiếng đúng không? Nhưng mà có những trường hợp riêng thì có một số nhạc sĩ họ lại có tới nhiều cái nghệ danh. Chính vì vậy mà khi mà họ tiếp cận đến đến khán giả đó, có những khán giả họ cảm thấy rất là bất ngờ và cảm thấy rất là thích thú khi mà họ khám phá ra được rằng ô, thì ra là tác giả của cái tác phẩm nổi tiếng này cũng chính là tác giả của một tác phẩm nổi tiếng khác. Có nghĩa là một người mà có tới nhiều cái bút danh cái bút danh khác nhau. Đó là một cái điều cũng không quá lạ trong giới âm nhạc của mình. Và một trong những người rất là tiêu biểu như những gì mà chị Cát Tường vừa mới chia sẻ là tác giả Song Ngọc với bút danh là Hàng Sinh trong Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, Hoàng Ngọc Ân trong Định Mệnh, Song Ngọc của Tiễn Đưa là người phổ thơ đầu tiên của thi sĩ Nguyên Sa. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Song Ngọc đó là ca khúc Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Ca khúc này cũng đã làm nên tên tuổi của rất nhiều danh ca. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng hát của Tuyết Mai và Minh Sang.
tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm giữ ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đêm về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đâu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dãy dứt trời mưa bỗng nghe mặt nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có quá nhiều thời gian để được tâm sự, chia sẻ những vấn đề xung quanh tình yêu. Thật là tuyệt vời thưa quý vị. Nhưng bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. Chúng ta đành hẹn gặp lại ở chương trình tuần sau nhé. Mọi người đừng quên khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Tình Khúc Giao Mùa. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21:30 thứ ba và 21:00 thứ bảy trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.